Vâng, cả video xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 11, bên cửa hàng mình thì em đang có mặt tại cửa hàng các bạn. Ngày chủ nhật thì sáng nay em vừa cấp ra cửa hàng là 4 thùng mic này. Mic có dây không nhá, sở mic chính hãng của BBS. 1, 2, 3, 4, 4 thùng. Mã hiệu là BBS B50. Hàng nguyên hộp, nguyên tem của nó này, bác nhìn này. Của BBS bộ đồ sao. Và cái thai nó trên tất cả những hộp này có mã vạch của nhá. Mã vạch này. Đã xịn sò. Cái điều quan trọng là em giới thiệu trong cái video ngày hôm nay thì số lượng em về ở cửa hàng đây là 120 bộ. Em 120 chiếc các bác nhá. Ngoài ra ở kho thì mình thì không tính. Thì như biết thì trên thị trường thì những sản phẩm micro có dây này thì rất đa dạng. Đa số thì là hàng, đa số nhá, là hàng nhái. Hay những sản phẩm hàng mới này đa số là hàng nhái. Hay những sản phẩm hàng một thôi. Như chiếc em trên tay em đang cầm đây, một chiếc xe FP10M. Bên mình bán rất nhiều cho các bác rồi. Cũng là hàng loại một thôi chứ không phải sản chính hãng nhá. Tất nhiên hàng loại một thì chất nó cũng được. Còn so với hàng chính hãng thì như dòng BBS này thì nó hơn. BBS tiếng hơn, tiếng lịnh tiếng hay hơn nhiều các nhá. BBS B10 và B50 sản chính hãng. Và giá thưa quý vị thì giá trung bình đối với sản phẩm mic gọi là các bác mua mic cỏ này thôi, mic loại 1 này, hay những sản phẩm mic nhái thì nó cũng rơi vào 450-500 ngàn đồng một chiếc micro này. Cái điều quan trọng hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng thì đơn vị Hiếu Minh cũng ra cái chương trình gọi là khuyến mãi tri ân khách hàng yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc trong thời gian qua. Thì em sẽ bán cho các bác với mức giá còn rẻ hơn cả một chiếc mic cỏ này, rẻ hơn nhá. Bình thường một chiếc mic này là 450-500, các bác mua nhiều các bác biết rồi chứ không phải em nói khoảng giá đúng không ạ. Và bản thân hiện tại cái mic BBS B50 ở trên thị trường em bán đang mức giá là 650-700 ngàn đồng trên một micro này. Thì đơn vị của mình hôm nay em sẽ bán cho bác mức giá là 410 ngàn đồng cho bác sử cho mình một chiếc micro có dây chính hãng. Hay đối với dòng micro này có dây này sẽ chất âm hay hơn so với những chiếc xua nhái mở đơn vị Hiếu Minh bán cho các bác nhé. Hay là anh em khác bán cho bác xua nhái này. Đối với dòng xua này thì Hiếu Minh hết rồi, nhưng mà cái chất âm này nó lịnh, tiếng hay hơn nhiều, mượt hơn. Đối với dòng xua thì nó sẽ hơn đối với dòng micro này, là đó là gì, có chế độ tự ngắt. Đối với dòng xua thì có chế độ tự ngắt. Và cái thứ hai nữa là nó không bị dây dợ rừng rả vì nó micro không dây mà. Còn đối micro có dây thì nó đảm bảo cho bác đỡ bị tốn pin, đỡ phải mua pin này. Nó cũng tiện lợi, giá thành hợp lý và chất âm hay. Đó là những cái mà em đảm bảo được cho các bác. Với thiết kế tay của nó, tay bằng củ này nó inox thì nói là thì cũng hơi quá, mà nó sẽ bằng bằng thép. Thép mạ chống rỉ các nhá, rất là dày. Em nghĩ bằng thép. Thép nó kiểu pha inox ấy, nó bằng cái hợp kim, nói chung là đây nó sẽ liên quan hợp kim, nói chung là liên quan đến. Và phần củ này vậy là củ bằng gọi là phần mạ inox chống rỉ. Rất là chất luôn nhá. Củ cho là sáng bóng này. Bình thường các bác mua trên thị trường những sản phẩm cái mic này dùng chán chê, anh em vẫn bán trên thị trường hàng bãi nhá. Nó cũng rơi 180 đến 200 hoặc 250 rồi. Thì bao giờ bác mua, cố thêm một chút bác mua những sản phẩm hàng mới này. Dùng bền bỉ mới tinh luôn. Đây là phần của mic nói nhá. BBS Pro Sound này. Củ nó gần như thiết kế gần như củ leo. Đây là mặt pick này nhá. Gần như củ leo nhá, rất chất và xịn sò. Bên trong của nó sẽ là gồm một dây các nhá, một cái dây này. Dây này rắc dài khoảng 3,5 m đến 5 m các nhá. Nói chung hát gia đình thoải mái để bên trong phòng rồi. Và bông xốp đây. Hàng nguyên hộp nguyên tem các nhá. Em phải rạch ra. Hộp nó đấy. Rất là chất. Thì số lượng về rất là nhiều cho các bác cũng anh em có nhu cầu với sản phẩm mic ngon, bổ, rẻ. Thì hôm nay là các bác có nhu cầu thì liên hệ với bên cửa hàng mình nhé. Số lượng không nhiều. Nói chung là với giá thành này thì bác không tội gì mua mic nhái làm gì nữa cả. Và cái thứ hai nữa là phải mua mic bãi nữa. Em đang so sánh không phải mua mic bãi có dây làm gì nữa bác nhé. Bác mua cho em cái mic mới này, giá rất êm rồi. Giá này giá đang là giá một cái giá cạnh tranh. Đáp tuyến của nó là 60Hz đến mắc là 13kHz, độ nhạy 970 dB.
Ở mức chính hãng. Tất nhiên BBS này nó là sản xuất ở Trung Quốc rồi các bạn. Nếu mà video review đối với báo cáo bác thì đối với hàng về rất là nhiều. Mỗi hộp này một chiếc, có những hàng nguyên tem hết này. Xuất ra hàng 4 hộp 120 chiếc. Toàn BBS. Đối với mic này em rất là ưng ý vì số lượng bên mình nhập nhiều, và nhân dịp thì em không biết là tặng có những cái chương trình khuyến mãi tặng kèm các bác thì bình thường sẽ tặng kèm sản phẩm, nhưng đây em sẽ áp dụng bằng cái mức giá rẻ, trừ luôn tiền mặt luôn trên sản phẩm luôn. Thế nó sẽ công bằng nhất, và các bác có nhu cầu thì sẽ là cái mức giá rất là tốt cho các bác và anh em. Và các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cả mình qua chỗ đó like đây, hoặc đến cơ sở của mình là 364 Quang Trung Hà Đông Lộ bác nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.